anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker nha. Thì bây giờ mình sẽ có một công việc, tại vì Hằng nó thua. Nói chung là mấy anh em mình đã cá độ nhau, đã thua. Và bây giờ mình sẽ bắt Hằng nhà nhìn ít rửa xe mô tô. Biết sao không? Tại mình chở Vinh X đi ăn rồi. Còn Hằng thì mình bảo trì xe cho Gia Hân nè. Chuẩn bị Gia Hân bán xe. Bán gì? Bán chiếc GX này đúng không? Bán đúng không? À, cho nên bây giờ phải bắt rửa xe cho biết mùi. Em cầm cái bồn rửa xe giống như là em đang chà bồn cầu á. Kêu Vinh X đi kìa, đi lẹ kìa. Nhanh lên, giờ này có ăn kem nữa. Rồi, đây. Đây, bây giờ mình sẽ coi hai hot girl của làng xe. Của làng xe đó. Thì xe này mình chuẩn bị cài số khung số máy để ra cà vạt mới để Gia Hân bán xe anh em. Gia Hân lên xe đạp mạc tinh 107. Trời ơi, giống như bưng, giống như bị đuổi khỏi công ty vậy. Đó là chết luôn hả? Không đợi tới lúc bị đuổi luôn. Đó. Cái gì vậy? Em mới ăn cái tô mì à. Tôi nhận sáng giờ đã chưa? Sáng giờ mới ăn được tô mì đó. Tao chưa được ăn gì hết. Rồi. Trời ơi, đi ra rửa xe. Đi ra rửa xe. Không phải rửa con đó đâu. Đi, đi, đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên. Chạy giờ. Tốc độ. Gắn cho lại. Đây nè. Với 800. Tụi em biết trước khi rửa làm gì không? Trước khi rửa mình phải xịt nước. Xịt nước trước, pha xà bông. Làm đi. Trời ơi. Làm đi người đẹp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh kia pha xà bông. À. Là cái gì? Xà bông là cái này nè, xà bông là cái chai màu xanh, nắp xanh đó. Đó, một đổ một miếng vô. Nước rửa chén mà. Lấy nước rửa chén rửa. Tay lên đây luôn đúng không? Miếng thôi, rồi được rồi. Rớt đi Ron. Ồ sao không xịt nước? Trời ơi, khi con gái rửa xe nè anh em ơi. Dép mua đâu đẹp vậy không? Dép mới lượm cái chân trợn á. Trời ơi, đi đứng không? Rồi xịt đấy, em đứng xịt cho không? Xịt vô xe. Cái giòi nó thấy gái đẹp rửa nó bị rỉ. Mọi người ơi, coi hai đứa gái rửa xe á, trời mưa luôn rồi, mọi người. Rồi xịt sơ sơ thôi, rồi được rồi xịt giống như tưới cây vậy trời. Rồi Hân lấy cái dễ lau nè, nhúng vô quấy xà bông lên. Đó. Còn em á lấy cái chai màu đỏ đỏ xịt vô mấy chỗ mấy cọng sên rồi đó. Đó. Super phay á, super phay á.
xin ít thôi, tốn mua người ta. Trời ơi, mua mất tiền chứ đâu phải của chùa đâu mà xịt hoài. Đúng rồi nè, trà nè. Trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, lâu ngày lên clip giỏi quá à. Em, cái cây này nè. Đó. Cái gì á? Nhúng vô xà bông. Bị chó cắn cái gì á? Bị chó cắn. Trà, trà vô cái gọng sên á. Nhúng đầu nào mới được? Đầu nào không được, trà đại đi. Đúng rồi đó, trà gì đó, đúng rồi. Đúng rồi Hân, hay quá Hân ơi, Hân biết rửa xe luôn, trời ơi. Trời ơi. Cái con GSX 10 năm chưa rửa luôn á. Đồ, hay quá. Hân, 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 chỗ này bóng ơi là bóng luôn ha, đẹp ha. Đẹp, 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 đẹp. Trời ơi, trà cộng sên, sợ sên nó mòn hay gì vậy? Trà sợ sên mòn nó. Sên nó bằng sắt chứ đâu ai sên nó bằng bông gòn đâu. Đó, phải như Hân nè, Hân trà nhẹ nhàng nè. Trời ơi. Dạ, chào anh. Em quay clip cho mấy bạn rửa xe. Rửa, rửa cho anh con mô tô luôn nè. Đây, đây, đây. anh chí lên giường đua anh cứ vừa mới đi vào Xuân Khoa trời ạ Đà Lạt trời ơi ngang ngang ở bên kia tôi thằng cũng em nó rửa đây biết đi rửa cứ trăm nghìn chiếc ok dạ. Hai con nó rửa trên kia rồi em xe máy không đi được em rửa anh luôn rửa xe rửa anh luôn. Đang đặt rửa anh. Trời ơi, Hân làm gì núp trong hốc vậy Hân? Ổng làm tí rồi, sao ổng đem ổng kêu mình đẩy lại cho mình mua quá. Dạ đúng rồi, có hai đứa em gái giỏi quá. Điều này phải đẩy xe xuống rửa hoài luôn á. Trà vô mấy cọng sên. Trời ơi là trời. Lấy cái đầu kia kìa đẩy vô. Trà lên trà xuống trà lên trà xuống. Giống như là em đang dọc đồ chơi gì đó. Ở lộn. Lộn. Trời ơi giỏi quá không? Không được nè. Không được nè. Được á không? Rồi hai đứa này á mọi người giống như là đang bị ép buộc bỏ tù vậy á. Mọi người coi mấy phim tù mà tù nó bị bắt đi làm cải tạo lao động á chứ không phải kiểu tự nguyện để rửa xe thôi. Coi nè giống như là vừa khóc vừa rửa vậy á. Xong rồi. Dạ đúng rồi. Lấy bàn chải chà từng con ốc. Đó. Bàn chải đến răng nè. Lấy sumo rồi chà từng con ốc. Dạ cái này rửa chơi thôi. Chuyện em đứng trên lầu 3 là biết thấy xuống. Chứ ta bị rửa xong không phải rửa lại hả? Hân, trà của cô. Bạn chải nè. Đánh răng đi. Răng vàng rồi đó, đánh răng đi. Nó giận nha, đánh vô mấy cổ vô. Trà đó, trà phải trà kỹ gì đó. Dạ xe nào anh? Dạ lâu rồi. Cái con khó khó trên TikTok. Chị là xác định tao chạy con tên thì giờ tối có xong không? Mình cứ xác định cái khác là làm chuyện nha. Đúng á. Mày quá mọi người. Hôm qua có ông anh á, ổng mới lên hỏi con đó nữa luôn. Hỏi có còn không bán cho ổng. Trời ơi bán cho đời nào rồi giờ hỏi. Có ông anh ổng lâu cảm giác em rửa xe sao? Em thấy cũng hơi nhàn. Có mỗi trà cộng xe này thôi. Có làm chứ. Thân làm hết. Đó.
Trời ơi, rửa xe cực hình. Quay qua coi bà không coi, trời ơi, rửa xe mà xả tóc ra. Thiếu điều lấy muốn lấy tóc á, chà vô xe luôn á trời. Rửa xe người ta phải buộc tóc lên á, rửa xe mà xả tóc ra hùng ma ơi trời. Không ơi. Bánh xe nữa, còn bánh xe nó chưa rửa. Lấy khăn chà, khăn dúng cái xà bông chà lên chà xuống. Nè. Ừ. Giờ anh đi đâu á? Giờ anh đi đâu? Hả? À, à đúng rồi, anh bỏ đó anh rửa, anh mới đi tu về anh bỏ anh rửa. Đúng rồi, bye bye nè. Ừ, tôi cứ làm chứ. Rồi, chà bánh nè. Có hai phút chành mà ta sẽ kêu chà bánh. Trời ơi, đũa dép nè. Mày sợ ướt nước hay gì? Tập xíu được. Mình đi thì không kịp nước. Được rồi. Rồi, gom đồ lại đi. Lát rửa chơi vậy thôi, quay clip chơi thôi. Chứ lát phải có người rửa lại chứ. Rửa gì đâu, kỳ sợ cái bánh nó hết bụi trời ơi trời. Chà giống như là chà... Chà cái gì trời? Chà cái nước mình á. Giống như bà đang làm gì trời. Hành động này là hành động... Không biết luôn á. Chà bánh xe. Có kỹ không? Rửa cây đó luôn. Trời ơi. Em rửa lại chân em luôn nha cho bớt ghẻ. Rồi thôi giỡn thôi. Giờ nghỉ đi rồi cho người rửa cho. Kẹo chơi vui thôi chứ rửa gì. Dọc xe người ta được chứ rửa. Rồi ơi là trời. Nè anh em, cuối cùng mọi người rửa xe đó là Mập nè. Mập là người rửa xe ngồi rau xe nè. Còn hai bạn này nè. Đó. Hai bạn này là idol kiển. Chỉ biết chơi chứ không biết rửa xe. Cái đồ kiển không đã không. Rồi bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem clip của Minh Biker, clip giải trí chơi vui thôi, coi mấy idol này biết chạy xe hay là biết rửa xe, biết bảo dưỡng không, trời ơi đồ toàn đồ kiển. Yes. Bỏ đồ kiển, hàng trưng bày dễ vỡ. Trời ơi rửa xe, trời ơi bên nãy giờ ai rửa bên ai rửa ai rửa ai rửa hai đôi dép lận em, hai đôi dép lận á, ai rửa trời ơi, chơi mà y hiếp người ta, chơi mà y hiếp người ta, trời ơi là trời. Rồi bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem clip của Minh Biker, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Gặp Gia Hân Phong Địa Vinh Ít